Với tinh thần kiên quyết chặn đứng nguồn ma túy, quét sạch tội phạm ma túy trên địa bàn, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Ba Vì đã ngày đêm bám sát địa bàn, quản lý các đối tượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Mới đây, một thiếu nữ 19 tuổi đã bị công an huyện Ba Vì bắt giữ vì cầm đầu đường dây buôn bán ma túy. Dù mới chỉ 19 tuổi, nhưng thiếu nữ này đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các dân chơi trong vùng để buôn bán cái chết trắng tại Ba Vì. Đến khi được hỏi, Trang vẫn tự nhận mình không hề biết đây là hành vi phạm pháp. Em thấy kiếm tiền dễ với cả nhanh, bởi em không biết là hành vi của mình là phạm pháp. Thì em muốn đấy là kiếm tiền để mua sắm cho bản thân mình. Và em còn ít tuổi nên là em suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, vẫn còn bồng bột. Tuy nhiên, thiếu nữ này lại nhận thức rất rõ. Với 195 viên ma túy tổng hợp loại MDMA và hơn 100 gram ketamin thì mình sẽ bị xử phạt như thế nào? Một lạng cây đá và một u cây kim và 195 viên đấy thì em sẽ phải đi tầm 15 năm. Tổng số ma túy Trang nhập từ người quen với giá 40 triệu. Nếu chót lọt bán hết số ma túy trên, Trang sẽ thu về 90 triệu đồng và lời 50 triệu đồng. Sự bồng bột, thiếu hiểu biết có lẽ chỉ là lý do hợp lý nhất lúc này để Trang bao biện cho hành vi của mình. Còn dưới ma lực của đồng tiền, Trang vẫn bất chấp, liều lĩnh gieo rắc cái chết trắng cho xã hội. Đối tượng có cái hoạt động tinh vi như là thuê taxi để ngụy trang vào trong quá trình vận chuyển ma túy đi để giao bán cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì. Và đối tượng thường thuê taxi là người quen biết để tránh bị phát hiện. Chúng tôi cũng đã triển khai các kế hoạch xuống công an các xã thị trấn để nắm tình hình địa bàn cũng như để gọi hỏi răn đe các giáo dục các đối tượng nghiện ma túy, từ đó để làm giảm các loại tội phạm về ma túy. Qua công tác trinh sát, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Ba Vì phát hiện đường dây chuyên cung cấp ma túy lẻ cho các con nghiện trên địa bàn huyện do chính Hồ Thị Thùy Trang cầm đầu. Đến ngày 13 tháng 4, ban chuyên án phát hiện Trang rời khỏi nhà, lên taxi để đi giao ma túy. Lập tức, các tổ công tác triển khai bắt giữ đối tượng cùng vật chứng. Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và mở rộng.